diễn viên Thương Tín nằm cấp cứu, gia đình đang gấp rút vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân của một số nghệ sĩ sáng nay, thông tin diễn viên Thương Tín bị đột quỵ được chia sẻ và nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người hâm mộ. Cụ thể, nghệ sĩ Hồng Vân mới đây đã chia sẻ lại bài viết của MC Phạm Anh về việc diễn viên Thương Tín đang đột quỵ và nằm ở khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn, đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Cụ thể, người này viết, diễn viên Thương Tín đang bị đột quỵ và nằm ở khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn, đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Sức khỏe rất yếu nhưng bệnh viện vẫn chưa liên hệ được với người nhà. Nhờ cả nhà chia sẻ bài viết để người thân có thể đến bệnh viện để giúp chú hoặc có số điện thoại người thân thì cho Phạm Anh xin với. Trân trọng và cầu mong phép màu xảy ra để chú vượt qua số phận. Một trong những mảnh ghép của ký ức biệt động Sài Gòn mà con từng vinh dự được gặp gỡ. Hiện tại, sức khỏe của nam diễn viên rất yếu nhưng bệnh viện chưa liên hệ được với người nhà. Thông qua bài viết này, MC Phạm Anh cũng như các anh em nghệ sĩ mong người thân có thể đến bệnh viện sớm để giúp diễn viên Thương Tín. Khi thông tin về người nhà diễn viên Thương Tín, xin liên hệ với Facebook MC Phạm Anh hoặc liên hệ qua số điện thoại 0909 886870. Trong chia sẻ của mình, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân viết, mọi người làm ơn chia sẻ để gia đình anh ấy biết. Sau đó, gia đình của nam diễn viên Thương Tín tại Ninh Thuận đã nhận được tin đang bắt xe vào Sài Gòn gấp. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn cho biết, nghệ sĩ đã cống hiến một đời mình cho nghệ thuật, cho nhân dân, do đó bệnh viện sẽ hỗ trợ viện phí cho nghệ sĩ, ngoài chi phí bảo hiểm thanh toán. Theo phía bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhồi máu não trên nền bệnh xơ gan hiện đang được hồi sức tích cực. Được biết, nam diễn viên Thương Tín sinh năm 1956 là cái tên nổi tiếng màn ảnh nhỏ của Việt Nam vào thập niên 1980-1990. Sau khi thành công với sân khấu cải lương, ông bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và được mọi người yêu mến qua nhiều vai diễn. Tính đến nay, nam diễn viên đã thủ vai gần 200 bộ phim. Một số bộ phim anh tham gia như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chi nữ Vân Trang, Tra hoa nữ, Bước qua quá khứ. Trong nghề diễn, Thương Tín từng tập sự, ông sợ nhất là lặp lại chính mình. Vì thế, mỗi khi nhận vai, ông đều nghiên cứu rất kỹ kịch bản và tìm tòi cách thể hiện tốt nhất cho nhân vật. Tôi rất cảm ơn những đạo diễn có bản lĩnh đã rèn cho tôi những động tác nhỏ để làm nên trọng lượng cho nhân vật và cho cả tác phẩm. Những năm 1980-1990 có lẽ là thời kỳ hoàng kim nhất của Thương Tín. Ông liên tục đóng phim, có thời điểm tham gia cùng lúc nhiều phim, khán giả khắp nơi dành cho ông sự hâm mộ cuồng nhiệt. Nam diễn viên từng kể, nhiều fan vì quá yêu mến mà tìm cách chặn xe, xé áo Thương Tín để giữ làm kỷ niệm. Có khán giả hâm mộ thuộc giới giang hồ còn đổ xe trước cửa nhà Thương Tín, bắt cóc ông đi chơi. Từng trải qua nhiều cuộc tình và những cuộc hôn nhân thất bại, Thương Tín bất ngờ kết hôn vào năm 58 tuổi với một cô gái trẻ. Cuộc hôn nhân với vợ kém 32 tuổi và con gái của nam diễn viên luôn được nhiều người quan tâm.